cô. Cô còn dám vác mặt về đây cơ à? Mặt trơ chắn bóng, vô liêm sỉ. Hôm nay con chuyển ra ngoài, thế cho nên có cái gì ngứa mắt thì mẹ cứ nói luôn đi ạ. Chứ để đến ngày mai thì không còn cơ hội nữa đâu. Cô đi đâu thì đi, không được mang cháu tôi theo. Cô không đủ tư cách để nuôi dạy nó. Thế con để lại cả hai đứa cho mẹ nuôi nhá. Cô để lại thằng So ở đây, nó là cháu đích tôn, là người nối dõi tông đường của gia đình nhà tôi. Tôi với bố nó ở đây sẽ chăm sóc nó. Còn con bé Sam, nó là con gái, sau này nó lớn lên còn nhiều điều cần phải tâm sự. Nó không dễ chia sẻ với người khác, nên ở gần mẹ thì tốt hơn. Tôi và bố nó ở đây ạ. Chắc là mẹ nhầm lẫn cái gì rồi. Con chỉ tạm thời rời ra khỏi đây là bởi vì con ngại dùng rằng con muốn cả con với anh Đức có thời gian để bình tĩnh, để suy xét xử lý mọi việc. Và quan trọng hơn hết là con không muốn nhìn thấy mặt mẹ, không một chút nào cả. Chứ không có cái chuyện mà tự nhiên con rời ra đi tay trắng để lại căn nhà này đâu. Căn nhà này là bao nhiêu mồ hôi nước mắt, bao nhiêu đêm thức trắng làm việc của con, nên không bao giờ có cái chuyện con đi rồi tự nhiên có một miếng bánh từ trên trời rơi xuống để cho mẹ ăn đâu. Sao mình không ở nhà mà lại đi đâu hả mẹ? Mẹ mang vali lên này. Mang vali chắc được đi chơi đấy, đúng không mẹ? Mình đi chơi à, hay là mình đi du lịch đúng không mà mẹ? Thế các con cũng muốn đến khách sạn không? Yeah! Đến khách sạn đúng là đi du lịch rồi. Mình có được ở khách sạn 5 sao không mẹ? Có được đi biển không? Yeah! Thích quá! Chúng mình đi rồi! Mẹ báo cho bố chưa ạ? Mẹ báo với bố Đức đi. Mấy ngày nay con chẳng được gặp bố Đức rồi. Đúng rồi, mẹ báo cho bố đi. Con đi nhờ mà. Bố lắm. Đi. Anh không muốn nhìn mặt em nên em tạm rời đi. Chuyện ly hôn anh cứ suy nghĩ, chúng ta bàn tiếp. Em nghĩ rồi thì có chuyện gì xảy ra nữa em cũng chịu được thôi, vì em còn Sam So để cố gắng. Mẹ em đang ốm nên có lẽ em không về bên nhà. Nếu mẹ gọi anh cũng đừng nghe nhé. Nếu lúc nào muốn gặp con thì anh nhắn em. Đây là bức tranh gia đình mình đang cầm tay nhau đi chơi công viên. Vui ơi là vui. Mẹ sẽ mua kem cho em So, còn bố sẽ dạy con tập đi xe đạp.